Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ đưa cho các bạn một số cái mẹo để trong quá trình mà các bạn có thể edit video với Filmora mượt hơn, nhanh hơn và sẽ làm được video đẹp hơn. Mình giới thiệu như thế thôi, ngắn gọn, không nói dài dòng, không các bạn lại kêu mình là dài dòng. Hôm nay mình vừa đi đá bóng, đấy lại dài dòng rồi. Thôi, bây giờ đi luôn vào phần mềm nhé. Cái mẹo đầu tiên ấy là cái mẹo sẽ giúp các bạn edit mượt hơn, bớt lag hơn, không bị treo máy ấy. Đấy, thì có mấy cái thao tác là các bạn cần phải làm. Một là các bạn vào cái phần reference để các bạn check. Đây, các bạn đi đến cái menu gọi là file. Sau các bạn kích vào đây gọi là preferences. Tiếng Anh lở vãi. Reference nhé các bạn nhé. Các bạn kích vào đây, sau đấy là ở trong cái tab này ấy, nó có mấy cái tab này. Có mấy cái tab quan trọng thì cái mẹo hôm nay nó liên quan đến cái phần là performance. Performance là cái mà để các bạn mà làm việc như nào, hiệu suất làm việc như nào đấy nhé. Các bạn kích vào phần performance này. Khi mà các bạn tạo một cái dự án mới ấy, thì Filmora nó thường ấy, nó lại bỏ chọn cái này. Bỏ chọn cái này, tức là chọn cái này là enable hardware acceleration. Tức là nếu mà các bạn có các cái phần cứng mà khỏe ấy, thì nó sẽ enable cái này. Tức là sẽ dùng phần cứng để render video rồi là gọi là preview các thứ ấy, cho nó mượt hơn đấy. Thì các bạn tích chọn vào đây. Thứ hai nữa là các cái video decoding là các bạn decoding là nó đưa video vào nó phải decode ra thì các bạn cũng enable luôn. Đấy, đấy là hai cái enable nhá. Các bạn click ok. Đấy, click ok sau đấy các bạn phải ra, các bạn tắt Filmora đi, các bạn khởi động lại. Đấy là một bước để các bạn để giảm lag khi biên tập video. Đấy, bước thứ hai, ví dụ khi mà các bạn biên tập trên một cái timeline nó dài như cái này này. Ví dụ cái này mình play thì nó vẫn ok. Đây cái video này mình làm thì nó vẫn ok, nhưng mà nếu với video này ấy, nếu mà bạn nào mà máy yếu tí ấy, là các bạn preview nó rất là lag. Thì các bạn nhìn ở trên đầu timeline nó có cái thanh màu đỏ này, thì các bạn khi mà các bạn đưa vào nó biến thành màu đỏ thì các bạn phải nhấn cái nút này nhé. Nút này nó gọi là nút render, nút render timeline để nó render để làm sao. Đây với view mình ấn này thì nó bắt đầu nó render thì cái màu đỏ này nó sẽ biến thành màu xanh. Cái nào cái màu xanh là cây ấy thì lúc đấy là các bạn sẽ review được mượt ok. Tuy nhiên là nếu mà clip của bạn nhiều quá ở trên timeline thì nó sẽ mất thời gian, thì các bạn phải ngồi đợi. Đấy, bây giờ mình sẽ cancel đi. Đấy là cái thao tác thứ hai để các bạn giảm lag, edit mượt hơn. Còn cái thao tác thứ ba ấy là các bạn hạ thấp cái chất lượng preview xuống. Đây là cái cửa sổ preview này. Bình thường ấy là máy của mình cũng không phải mạnh lắm nên là mình toàn là để là 1/2 thôi. Nếu mà video full HD mình để 1/2, nhưng mà các bạn có thể để xuống 1/4 hoặc 1/8 hoặc 1/16 gì đấy. Nhưng mà các bạn chú ý là nếu mà các bạn hạ xuống khoảng 1/4 ấy thì là lúc mà các bạn xem ấy. Đây ví dụ lúc này các bạn xem này. Đấy các bạn xem nó sẽ bị hơi bị mờ, nó bị nhòe mờ nhá. Nhưng mà các bạn cứ pau lại cái thì nó lại rõ thôi. Thế còn lúc sau này lúc các bạn xuất video thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Đấy là mẹo thứ nhất là làm thế nào để giảm giật lag, edit video mượt hơn. Ok. Đấy. Bây giờ đến mẹo thứ hai. Mẹo thứ hai là cái sau khi các bạn đã làm tất cả các động tác đấy rồi, nhưng mà các bạn dùng phần mềm ấy là không tránh khỏi cái việc là tự nhiên nó đóng bụp vào. Nó đóng bụp một phát, thế là các bạn ôi rồi dự án của tôi đi đâu mất rồi, edit cả ngày, edit bao nhiêu tiếng rồi các kiểu này nọ, các bạn đấy cứ tìm ở đâu. Thì tất cả các phần mềm Filmora cũng có, đó là backup là dự phòng, nó sẽ dự phòng cho các bạn. Ví dụ trong một phút nó sẽ dự phòng cái công việc bạn làm như nào, nó lưu lại trong một phút, nó lưu lại giống như là cái chế độ auto save ở trong Word ấy. Đấy, bạn Word Excel nó có cái chế độ auto save. Thế nên mà bạn nào mà quên không để auto save là trong một lúc là bạn đóng mất thì thôi, lại làm lại công cốc cả ngày, lúc đấy chỉ có khóc. Đấy, nhiều bạn khóc rồi xong rồi gọi là cảm ơn anh đã chỉ cho em được sống. Đơn giản thôi, các bạn cứ làm đây, backup đây, các bạn cũng vào chỗ file này nhé. Em mình sẽ chỉ các bạn xem là nó backup ở đâu. Các bạn vào file, sau các bạn cũng vào cái reference đấy giống nãy ấy. Đấy, thì ở trong đấy là nó có phần folder đấy, bạn tích vào đây, không phải quên, các bạn tích vào cái chữ save này, save save bên cạnh cái performance ấy. Đấy, save. Đấy, sau các bạn nhớ check cái này nhé, check cái backup my project, tức là hãy lưu dự án cho tôi sau 1 phút
Đấy, các bạn nhớ là các bạn để 1 phút nhé. Vì sau đấy là không thì mấy phút là các bạn làm nhiều thứ rồi, 1 phút. Thì, ngoài ra ấy, là backup project file to, đấy là bạn tìm đến cái chỗ nào nó lưu cái backup đấy. Đây, như cái của mình đây, mình vẫn đang để mặc định là ổ C này, Jackie Nguyễn này, Document Wonder Share Filmora backup này. Các bạn có thể kích vào nút Browse này là các bạn tìm đến. Đấy, các bạn tìm đến đường dẫn đây, đây là đường dẫn này. Đây mình kích vào đây cả đường dẫn nhé, đây là cả đường dẫn này. Thì các bạn có thể copy cái này, copy cái này là các bạn tìm đến đây là ok, đúng không? Nhưng các bạn có thể đổi sang cái folder khác. Ví dụ mình muốn đổi sang cái ổ E của mình chẳng hạn. Ổ E của Filmora này, đấy, Filmora Backup, đấy mình chọn, select, ok. Đấy, còn đây là cái dự án, đây dự án mình cũng đổi sang ổ E luôn. Đây, Project Location, nó sẽ lưu vào ổ E. Đây, Filmora 9 này, đấy, select folder. Đấy, thì hai cái thông tin đường dẫn này rất quan trọng để các bạn tìm nhé, các bạn tìm khi mà cái dự án của bạn nó tức là bị đóng bất ngờ ấy. Tức là khi bạn đóng bất ngờ thì bạn đừng có vào Filmora bạn tìm. Bây giờ mình sẽ ra ngoài desktop. Các bạn vào cái folder trên máy tính của bạn ấy. Ví dụ các bạn đây nhá, các bạn vào đây, vào ổ lúc nãy mình chọn là ổ E đúng không? Thì các bạn phải vào ổ E này. Sau đấy vào bạn tìm được cái file backup này, Filmora backup này. Đấy. Thì nó sẽ hiện lên một cái file ở đây dài ra cả đây này. Tức là nó có cái file cái đuôi của nó là WSP hay là cái gì ấy, đuôi gì ấy. Tức là đuôi nó có biểu tượng cái chữ Filmora, biểu tượng logo Filmora ấy. Thì cái đấy là nó chính là cái file dự án của bạn. Các bạn kích vào, các bạn mở. Nhưng mà sau khi các bạn mở lên nhé, sau khi các bạn mở lên là các bạn phải lưu ngay, ấn Ctrl S ngay, sau đó các bạn đặt tên dự án mới ngay. Đấy, thì để làm sao? Để nó nhận lại một cái dự án mới cho bạn. Chứ không tí nữa mà bạn lại đang edit tiếp, nó lại crash tiếp, thì các bạn lại phải vào đấy các bạn mở tiếp. Đấy, để các bạn chú ý nhé. Đấy là cái tip thứ hai. Bây giờ đến cái tip thứ ba đơn giản hơn là làm thế nào để chụp ảnh cái khung review này, tức là nó là công cụ gọi là công cụ street shot mà. Đấy, tip thứ ba thì các bạn muốn chụp cái này nhá. Ví dụ bạn đang edit video đến đoạn này đúng không, bạn thấy đoạn này hay, bạn muốn chụp ảnh cái này, tức là cái này nó sẽ dùng làm YouTube thumbnail các kiểu ấy. Trước tiên là các bạn quay trở về media, sau đấy các bạn đi vào cái folder. Đấy, folder tí bạn chụp ảnh nó sẽ nhảy vào cái folder nào đang mở ấy. Đấy, nhảy vào folder nào đang mở nhé. Thì ấy, còn bạn muốn chụp ở đâu ấy, bạn kéo đấy, kéo cái này này, kéo cái đỏ đỏ này, cái này gọi cái playhead này đến đâu rồi. Đấy, sau đó bạn ấn vào nút này, đây nút snapshot này. Hoặc là các bạn có thể ấn phím tắt được, ấn Ctrl Alt S này. Cái này trong video, nhiều video khác mình đã nói rồi, nhưng mà các bạn có thể nhiều bạn mới đến hoặc các bạn chưa biết đấy. Đây các bạn ấn này, đấy, ấn chụp. Đây là mình đã chụp cái khung này nhá. Nó nhảy vào đây. Đấy, nó nhảy vào chỗ này. Nhảy chỗ này thì bây giờ bạn có thể kéo xuống đây, bạn có thể kéo xuống timeline bạn làm việc như bình thường. Thế nhưng mà nếu mà các bạn muốn dùng cái này để các bạn đi vào Photoshop chẳng hạn, bạn làm ảnh thu nhỏ ấy, thì các bạn tìm nó, các bạn kích chuột phải. Các bạn chọn là Review in Explorer nhé. Đấy, các bạn kích vào đây thì nó sẽ ra được cái chỗ mà bạn lưu cái ảnh này, ảnh snapshot. Nhưng thực ra nó có đường dẫn đây này, chính là cái chỗ bộ cài ấy, và đến thư mục tên là snapshot. Đấy, nếu mà bạn nào thuộc máy tính thì các bạn có thể tìm luôn trên máy tính cũng được. Đấy là mẹo thứ ba đúng không? Bây giờ đây là cái ảnh này mở lên, bạn có thể dùng làm thumbnail, dùng làm ảnh thu nhỏ, dùng làm gì làm. Và các bạn đưa ra ngoài các bạn edit, đấy, ảnh nó chụp rất là nét, chụp chính là thuộc cái khung review đấy nhá. Đấy là mẹo số 3. Bây giờ đến mẹo số 4. Mẹo số 4 này rất hữu dụng cho việc là các bạn edit cái video nó rất là dài nhá. Ví dụ đây này, ở trên timeline này nhá, timeline của bạn ấy, timeline mà nó gọi là dòng thời gian mà. Khi các bạn edit video ấy, các bạn kéo từ chỗ này ấy, chỗ kia nó rất là dài ấy. Thì các bạn di chuyển này, sau các bạn tìm tiếc nó rất là vất vả. Và các bạn lại phải kích vào đây các bạn kéo này. Thì nó có một cái nút gọi là nút view mọi thứ ở trên timeline. View everything on timeline. Tức là cái nút này ấy, cực kỳ hữu dụng trong quá trình edit là một. Cái nút này ấy, cực kỳ hữu dụng trong quá trình edit là một. Và thứ hai nữa là trước khi bạn xuất bản video, bởi vì nhiều khi mình không để ý, mình vẫn có cái thứ gì ở trên timeline mình không để ý, mình xuất bản video ra cái là xong, nó vẫn còn cái khoảng đen hoặc thế này kia. Đây chính là nút này, cái nút này nhá, nút bên dưới ở cái chỗ review ấy. Đấy, zoom to fit timeline này, hoặc các bạn nhấn phím shift z. Đấy, các bạn ấn phím này cái nó sẽ co hết này. Cái này cực kỳ hay,
khi mà các bạn edit trên laptop ấy, giống như mình đang edit trên laptop mà mình toàn edit trên laptop đâu, nó cứ bé mà nó dài, mình ấn cái nó lại quay về đấy. Đấy là mẹo thứ ba, đúng không? View mọi thứ ở trên trên cái timeline này. Đấy, bây giờ đến mẹo thứ 4. Mẹo thứ 4 này thì phải đòi hỏi các bạn là phải từ cái bản 9.4 trở lên, 9.4 hoặc 9.5 gì ấy. Thế là bạn nào download lên bản mới nhất đi nhá. Còn những cái bản trước này không có. Đấy là bạn đóng các cái khoảng trống ở trên timeline. Ví dụ khi mà đây là khi mà edit video nhá, các bạn nhìn đây có một khoảng mình để lại này. Mình kéo ra, thực ra nó cũng là để cố ý thôi. Đây, cái video các bạn cắt đi chỗ này đúng không? Các bạn bạn cắt video. Sau đấy các bạn delete này. Thứ hai bạn ấn delete nhưng không phải ripple delete nhé. Ripple delete thì nó sẽ delete thẳng thì nó sẽ xô sang. Thì ok. Nhưng mà bây giờ bạn nhấn delete thôi. Thế là bạn không để ý là bạn play. I hope you guys enjoy the tutorial. Thank you very much for watching. Đấy. Nó có cái khoảng đen này, đấy những cái khoảng đen này, tất cả những cái khoảng đen này là các bạn không để ý. Thì trên timeline hai cái video ấy, khi mà bạn cắt vào với nhau ấy, cắt mà các bạn ghép vào với nhau ấy, các bạn không để ý là nó sẽ chừa ra cái khoảng trống. Thì cái khoảng trống đấy rất là nguy hiểm. Thì tự nhiên cái video đang bình thường, đèn bố ở giữa. Đèn tức là những cái khoảng này thì thường ấy là mình sẽ làm như này, sau khi mình edit video ok hết rồi. Thực ra nó để dài này để cho các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn thường nó sẽ rất là bé như này này, mình phải kéo giãn cái timeline ra mình mới nhìn thấy. Thì mình có thể đóng tất cả cái khoảng đấy vào bằng cách là chọn nó. Đây không, chọn cái track đấy thôi. Chọn cái video trên track đấy, xong mình kích chuột phải nó có một cái nút gọi là close gap. Gap là cái khoảng trống ấy. Đấy thì các bạn close cái gap lại thì nó sẽ đóng hết lại. Rồi đây, ví dụ mình kích vào nhá. Đấy, tất cả cái khoảng đen nó biến mất này. Tất nhiên là khi edit video thì các bạn có thể là phải theo nhạc, theo beat các thứ, đâm ra là cái việc này đóng này là chỉ đề phòng ấy. Đề phòng thôi chứ còn tức là đề phòng thôi. Nếu đề phòng là trường hợp có cái khoảng trống ở trên đấy thôi thì các bạn có thể close cái gap đấy, tức là đóng hết cái khoảng trống lại. Đấy mẹo thứ tư. Ok, bây giờ đến cái mẹo thứ năm. Thứ năm này mình sẽ nói hai cái tính năng. Một là cái đây, ví dụ bạn cắt ghép video nhá. Nhiều khi á các bạn cắt ghép video ấy, các bạn có để ý không, khi mình di chuyển cái clip ấy thì nó có cái đường màu xanh này, có một cái đường màu xanh này, cái này này, đấy đường màu xanh này. Nhưng mà có khi có nhiều bạn ấy là biến mất luôn, không có cái đường màu xanh đấy. Ví dụ tại sao là như thế, cái đấy nó gọi là timeline snap. Snap nó là dính ấy, kết ấy. Các bạn có thể bật nó lên hoặc tắt nó đi được. Đây mình thử tắt nó đi cho các bạn xem, không biết có bạn nào bị không. Đây, mình tắt cái enable này đi. Đấy không biết có bạn nào đây, các bạn cứ kéo này nó cứ đến rồi các bạn không biết, các bạn kéo mạnh quá qua là nó bị đè lên nhau này. Đấy. Thì đấy là cái gọi là timeline snap, thì các bạn có thể tắt đi hoặc bật cái đấy. Nếu bạn kích chuột phải vào bất kỳ cái vị trí trống nào ở trên timeline nhé. Sau đây các bạn đây tích vào cái này, enable timeline snap này. Đấy, đấy là một cách. Đây, nó đã quay lại, màu xanh này nó đã quay lại. Đấy, thấy chưa? Thế còn nếu mà không ấy thì các bạn có thể vào phần đây này, đâu rồi? Đây phần view này nhá. Phần view này nó cũng có enable này, enable canvas snapping. À không phải cái này. Đấy, đấy là cái mà để enable cái timeline, tức là để bật hoặc tắt cái timeline đấy. Đấy, ngoài ra ấy, ở bản Fibra 9.5 ấy, nó có cái kéo này. Cái kéo này rất là mình thì lúc đầu mình dùng thì mình rất là ghét nó, tại vì nó cứ che che vào mấy cái chỗ này này. Mỗi khi mình cắt nó cứ che che này. Nếu bạn nào không thích nó, bạn có thể giấu nó đi được. Giấu nó đi bằng cách nào? Đây, các bạn vào đây, vào file này. Các bạn chọn lại cái reference nhé. Đây và các bạn vào editing, tab editing. Đây các bạn có cái này gọi là cái split button nhé, cái phím tắt của cái kéo. Đây, các bạn có thể bỏ chọn nó đi là cái kéo này nó sẽ biến mất. Đây các bạn kích ok này, đấy cái kéo nó biến mất rồi. Đấy, thế là tắt bật cái kéo. Ok, thì không biết đến tip số 5 hay số 6 gì nữa rồi. Bây giờ đến cái cuối cùng mình nói này. Cuối cùng mình nói trong cái video này, tức là nếu như bạn chồng nhiều lớp video lên với nhau, đây lớp 1 này, check 1 này, check 2 này, check 3 này. Đấy, nếu như mà các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn là khóa cái check này lại, tức là khi mà các bạn làm nhá, các bạn làm xong hết cái ở dưới rồi, thế mà các bạn muốn copy, ví dụ bạn muốn copy các cái title này này. Đây mình vừa nhấn Ctrl C nhá. Bạn copy nó ra chỗ này này. Đấy. Bạn nhấn Ctrl V, bạn nhấn copy paste ấy. Đấy, copy paste. Tí lại hơi lag rồi.
các bạn paid ấy thì nó là các bạn luôn luôn muốn là nó ở trên cái track này, đúng không? Nó ở trên track này, nhưng mà nhiều khi các bạn không để ý, các bạn chọn vào đây này, các bạn chọn vào đây, thế là các bạn copy cái này các bạn chọn là chỉ ở đây, bạn paste một cái, nó lại không nằm ở trên cái track này nữa, mà nó nằm ở dưới chỗ này này, đây đấy, nó nằm ở cái track này này, đấy, là tự nhiên nó chèn xứ nó vào cái clip của bạn. Cái việc này nó rất hay xảy ra, tại vì mình edit video mình biết nó rất là hay xảy ra cái việc đấy, tự nhiên nó chèn xứ nó vào cái clip bên dưới. Thì để tránh cái trường hợp đấy ấy, mình nhấn Ctrl Z lại, để tránh cái trường hợp đấy ấy, thì trước khi mà các bạn copy paste ấy, thì các bạn khóa những cái track ở bên dưới lại, khóa đây, nó có cái biểu tượng cái khóa đây đấy, khóa lại cho chắc đấy, khóa hết chúng nó lại đấy. Xong rồi, ok, thì bây giờ các bạn cứ copy cái gì thì các bạn paste thì nó chỉ vào cái track đấy thôi, chứ nó không nhảy vào cái track dưới đấy. Ok, thôi video hôm nay mình sẽ làm ngắn gọn, quên sao lại tháo mic. Video hôm nay mình sẽ làm ngắn gọn như thế thôi, 5-6 cái thôi. Đấy, còn trong cái video tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ thêm nhiều, bởi vì hôm nay mình đi đá bóng mệt, hơi mệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye. Video hết rồi, các bạn nó ngồi đi xem làm gì nữa. Ôi bây giờ làm gì, làm đi. Các bạn đăng ký thì các bạn kích vào đây nhá. Nếu mà các bạn muốn xem cả một cái list dài Filmora hoặc là hướng dẫn sử dụng Filmora từ đầu đến cuối ấy, thì xem kích vào chỗ này này. Hay còn không thì xem các video ngẫu nhiên khác đặt ở chỗ này. Click đi, làm gì đó đi chứ mà xem. Ngồi nhìn mãi.